Cách đây 2561 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một nhân vật được xem là lỗi lạc nhất của nhân loại đã xuất hiện, truyền giảng những giáo pháp vi diệu giúp bao thế hệ vượt qua những bể khổ để đạt tới hạnh phúc an lạc viên mãn. Vui thay Đức Phật ra đời, mừng thay chánh pháp rạng ngời thế gian. Tiếng chuông chùa vang lên mỗi sớm mai tại làng quê Thanh Bình này đều khiến mỗi người tỉnh thức. Đứa con người bắt đầu ngày lao động mới, hứng khởi và bình an. Những giá trị lớn của Phật giáo hàng ngàn năm qua đã bén rễ, ăn sâu, làm nền tảng lâu bền cho mỗi làng quê Việt. Dù con người có bôn ba sinh sống ở bất cứ nơi đâu, mỗi khi trở về quê hương, ngôi chùa làng là nơi đầu tiên mỗi người đến thành tâm lễ Phật để gửi gắm những điều bình an, may mắn đến Đức Phật. Tham dự buổi lễ trọng đại chào mừng ngày thánh đản của Đức Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật lịch 2568 dương lịch 2024 ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép chúng con xin được gửi tới chư tôn đức cùng toàn thể quý vị đại biểu, quý Phật tử lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất và chúc tất cả quý vị đón một mùa Phật đản an lành và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, giờ này trước khi bước vào đại lễ chính thức nghi lễ Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024 tại chùa Thiên Phúc ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời chư tôn đức cùng toàn thể quý vị đại biểu và quý Phật tử chúng ta sẽ cùng đón xem những tiết mục giao lưu văn nghệ chào mừng đại lễ Phật đản, kính dâng lên chư Phật và tỏ lòng biết ơn tới chư tôn đức đã hoan hỷ quang lâm chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay. Và để mở đầu chương trình, chúng con xin được trân trọng giới thiệu tiết mục dưới đài sen của đội văn nghệ khu 1B thị trấn Quỳnh Côi. Xin được trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng cùng thưởng thức. Vườn Lâm Tỳ Ni Đức Thế Tôn đàn xanh, đoá vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca Tỳ La Vê gió reo vui trời hứng sáng, người người hân hoan loan tin vui Tấn Đạt Đa Thái Tư ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy Ngài. Đạo vàng muôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tình tân quyết đi theo đường chân lý, dù
dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi sinh lạy người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quỳ kính. Lâm Tỳ Ni Đức Thế Tôn đàn xanh, đoá vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành Ca Tỳ La Vê gió reo vui trời hứng sáng, người người hân hoan loan tin vui. Tấn Đạt Đa Thái Tư ra đời ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đào vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy Ngài. Đào vàng muôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tình tân quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi sinh lạy người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quỳ kính. Bậc đại sáng
sâu chướng nặng chơi với mê mờ. Bé từ cứu độ nguy cơ cho người hướng thiện đến bờ an nhiên. Lạy Phật tổ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, thưa toàn thể đạo tràng. Và giờ này mười phương chư Phật đã hiện tọa đạo tràng, hồn thiên sông núi cũng hội tụ về đây. Hình ảnh của Đức Thế Tôn đang hiện hữu trên quê hương của chúng ta. Chư tôn đức, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã quang lâm ổn định tại lễ đài. Theo lời cho ban tổ chức, chúng con xin được thành tâm gửi tới chư tôn thiền đức và toàn thể quý vị lời chào, lời kính chúc sức khỏe. Chúc toàn thể quý vị mùa Phật đản thân tâm an lành. Và để buổi lễ thành tựu viên mãn, giờ này chúng con xin được cung thỉnh chư tôn đại đức tăng ni cùng toàn thể đạo tràng chúng ta khởi thân đứng dậy làm lễ niệm Phật cầu gia bị, làm lễ trong cờ và dành một phút nhập từ bi quán. Tất cả các Phật tử chúng ta đứng trang nghiêm, chắp tay hướng về lễ đài và cùng niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ chư tôn giáo phẩm đã viên tịch, chư thánh tử đạo, tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ, vị quốc phong thân, đồng bào tử nạn. Kính mời toàn thể đạo tràng dành một phút nhập từ bi quán. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Thank you.
trôi qua. Giờ này chúng con xin được cung thỉnh chư tôn giáo phẩm Đại Đức Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng đồng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đạo tràng. Mỗi năm Hoa Vô Ưu lại nở một lần, và những người con Phật dù đang sống ở bất kỳ phương trời nào, cho dù ngôn ngữ ước bất đồng, nhưng muôn triệu trái tim vẫn hòa chung một nhịp đập, tất cả đều hân hoan đón chào mừng ngày Đức Phật đản sinh, đem lại ánh sáng trí tuệ cho nhân loại. Hình ảnh của Đức Thế Tôn là một bài ca bất tuyệt, giáo pháp của Ngài là ngọn hải đăng soi sáng ngàn thu. Những pháp âm tại vườn thượng uyển hoang nào vẫn vang vọng mãi đâu đây. Pháp âm ấy sáng muôn phương, thấm vào tâm hồn của những chúng sinh đang khao khát tìm về chân lý và hạnh phúc. Phật đản năm nay đã đến rồi, bể chúng xa gần khắp mọi nơi, ngưỡng vọng tỷ ni miền giáng thế, nhân thiên xào chào đón dấu chân người. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, ngược dòng lịch sử cách đây hơn 26 thế kỷ, vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, tại vườn Lâm Tỷ Ni xứ Ấn Độ, muôn hoa đua nở đón mừng sự kiện hy hữu sự cuộc đời. Đó là sự ra đời của thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tỷ Phạm và hoàng hậu Ma Gia. Ngài đã làm vị thương tưởng của chúng sinh, vì sự an lạc và hạnh phúc của loài người mà xuất hiện ở thế gian này. Mặc dù thái tử là con vua, nhưng Ngài đã quyết xuất gia tu hành và thành đạo dưới cội Bồ Đề, hiệu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ của ba cõi, bậc thầy của chư thiên. Suốt 49 năm thuyết pháp độ sinh, Ngài đã để lại cho chúng ta kho tàng giáo lý vi diệu, hướng dẫn con người bỏ tà theo chánh, sống an vui giác ngộ với bức thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước chào mừng các ngày lễ lớn của năm 2024, đặc biệt là chào mừng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chào mừng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ vĩ đại muôn vàn kính yêu. Hôm nay hòa chung với không khí của tăng ni Phật tử cả nước chào mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024 tại chùa Thiên Phúc. Hôm nay nhằm ngày 12 tháng 5 năm 2024, tức ngày 5 tháng 4 năm Giáp Thìn, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Tổ Phụ Thích Ca Mâu Ni, và đó cũng là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Và sau đây, thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin phép được thông qua chương trình buổi lễ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, thưa toàn thể đạo tràng, và thật diễn phúc chân lành cho ban tổ chức chúng con hôm nay được vinh dự cung đón sự hiện diện của chư tôn đức tăng ni, đã hoan hỉ bất chút thời gian hạ cố thân lâm trở về đây để chứng minh cho buổi lễ. Trước hết, từ phía xã hội, chúng con xin được trân trọng giới thiệu và cung đón sự hiện diện của Đại Đức Thích Thanh Mẫn, chủ trì chùa Khánh Sơn, huyện Quỳnh Phụ, xin được nhiệt liệt chào mừng quý thầy. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Thanh Châu, bản tự chủ trì chùa Thiên Phúc, trưởng ban tổ chức đại lễ, xin được nhiệt liệt chào mừng. Và chúng con cũng xin được trân trọng đồng giới thiệu về dự buổi lễ ngày hôm nay có tất cả các đại đức tăng ni tại các đang trụ trì tại các chùa trên địa bàn của huyện Quỳnh Phụ, cũng như là các huyện bạn cũng đã hoan hỉ quang lâm về tham dự buổi lễ trọng đại. Chúng con xin được thành tâm cung đón quý thầy và toàn thể đạo tràng nhiệt liệt chào mừng. Về phía chính quyền địa phương, trước hết chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Tiến Hoàng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Phụ. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông
Nguyễn Đắc Anh, Phó Công an huyện Quỳnh Phụ. Về phía cán bộ địa phương, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Đỗ Công Xuân, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Hà. Và về tham dự ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Tiện Quý, Bí thư chi bộ thôn, và ông Phạm Văn Tấn, trưởng thôn, đã hoan hỉ cùng về tham dự. Đặc biệt, về tham dự ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được nhiệt liệt chào đón và đồng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu đại diện cho cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể của xã Quỳnh Hà, huyện Thái Thụy, cũng như là các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, các đơn vị đóng trên địa bàn đã bớt chút thời gian cùng trở về tham dự buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý. Thật đúng là thay nước chư thiên xuống hát đàn, có đàn thiếu nữ hát ca vang, tung hoa ngũ sắc dâng chân Phật. Dân tộc mừng reo rộn xóm làng, và khi Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, hoa ưu vô đàm nở, chống nhạc trời vang vọng, chư thiên chín dòng phun nước tắm cho người. Và hôm nay, những buổi lễ kỷ niệm sau đây, chúng con sẽ được giới thiệu đoàn Phật tử thôn Đoàn Xá sẽ thực hiện thần múa dân hoa cúng dường chư Phật, và để bày tỏ lòng kính trọng biết ơn tới chư Phật và chư đại đức tăng ni đã cùng hoan hỷ về tham dự buổi lễ ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời phần dân hoa cúng Phật.
biểu diễn một màn kết thúc thực sự là ấn tượng với những bộ quần áo đỏ sắc sắc màu. Mời quý vị cho bạn chàng pháo tay thật to. Vâng, xin cảm ơn các bạn xin dừng và cảm ơn các bạn quý vị. Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2024 nhằm ngày 6 tháng 4 năm Giáp Thìn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Chùa Thiên Phúc thôn Đoàn Xá, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Long trọng tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2568, Dương lịch 2024 đến dự và chúc mừng buổi lễ có Đại đức Thích Thanh Mẫn, nguyên trưởng ban, Chi sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Phụ. Chủ trì chùa Khánh Sơn, thôn Đồng Ngậu, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đại đức, ni trưởng, ni cô các chùa trong huyện, ngoài huyện. Về phía huyện có các ông bà đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Phụ, một số ban ngành liên quan và lãnh đạo các ban ngành xã Quỳnh Hải, các ông bà đại diện cho lãnh đạo ban công tác mặt trận thôn, các ngành đoàn thể trong thôn đoàn xá, tín đồ Phật tử xa gần con em xa quê cùng toàn thể nhân dân trong thôn để kết lên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay. Nhân dịp này, Đại đức Thích Thanh Mẫn thay mặt cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Phụ, các đồng chí lãnh đạo ban ngành của huyện và xã Quỳnh Hải, thôn đoàn xá, các Phật tử đã có những lãng hoa tươi thắm chúc mừng đại lễ Phật đản và mong muốn chùa đoàn xá tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm hướng đạo cho nhân dân Phật tử thực hiện những điều Phật dạy sống tốt đời đẹp đạo, động viên Phật tử cùng toàn nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong không khí thành kính trang nghiêm, các đại biểu cùng tăng ni Phật tử du khách thập phương đã nghe Giáo hội Phật giáo huyện cử hành lễ niệm Phật cầu quốc thái dân an và truyền tải đến tăng ni Phật tử trong thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2068, thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ mùa Phật đản Phật lịch 2568 trở về là ôn lại lịch sử của Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni, là cơ hội để mọi người chiêm nghiệm sống theo lời dạy chân thực có giá trị vượt thời gian của Ngài. Đồng thời thành kính kỷ niệm 61 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân 1963-2024 để đấu tranh cho hòa bình dân tộc, trong thông điệp Đức Giáo hội Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni Phật tử các giới càng lên ra sức các thiện sự tích cực, chính sách pháp luật của nhà nước phấn đấu ra sức học tập các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo làm tốt công tác từ thiện nhân đạo địa phương, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Tại lễ Phật đản, sau phần hành chánh cung nghinh, bức thông điệp do Đại đức Thích Thanh Mẫn thông đọc và diễn văn Phật đản do Đại đức Thích Thanh Châu trụ trì chùa Thiên Phúc trưởng ban tổ chức. Các quý vị đại biểu, các tăng ni Phật tử đã thực hiện nghi thức dâng hương tắm Phật cầu nguyện cho đất nước Thái Bình, muôn dân an lạc, Phật sự viên thành.
Nhân ngày đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024, chùa Thiên Phúc xã Quỳnh Hải tổ chức lễ động thổ khởi công tháp cửu phẩm tại trong khuôn viên chùa. Thích Ca Mâu Ni Phật.